Rồi, xin chào mừng tất cả mọi người nha. Nãy giờ thì mọi người được chiêm ngưỡng một chiếc xe Vespa LX, động cơ là 125 phân khối, phun xăng điện tử. Vừa mới thu nhận về chiếc xe này, về với đội nhà. Giới thiệu sơ sơ tổng quan chiếc xe này. Đây là một con Vespa thương hiệu Piaggio LX 125 phân khối, phun xăng điện tử ha. Trước mặt quý vị là một chiếc xe còn khá là đẹp, zin toàn bộ từ đầu đến chân, màu sơn đen nhám rất là cá tính. Con xe này thì với giá ra đi là 20 triệu đồng, biển số Sài Gòn quận 10 nha. Rồi sang tên chính chủ trong một nốt nhạc, ủy quyền công chứng đều được hết. Tổng thể chi tiết chiếc xe này thì bình bọng đèn kệ xi nhan đầy đủ hết, vẫn hoạt động bình thường ha. Đó, dàn chân rất là sạch sẽ, tại vì ngày hôm qua dính một cơn mưa cho nên là máy móc hơi dơ tí xíu thôi, nhưng mà mọi người thấy nè, để ý nè, đó cái chữ Vespa này rất là đẹp luôn ha. Nồi rất là êm nha, đặc biệt nồi rất là êm. Rồi dàn sơn thì có hơi trầy trầy tí xíu, nhưng mà cái này là không đáng kể. Dàn mũ rất cứng cáp nè. Đó, xe này được đăng ký vào tháng 4 năm 2013. Rồi bây giờ mọi người sẽ nghe cái chi tiết máy khi mà đề ha. Bật lên, phun xăng điện tử nha. Đó, bắt đầu đề nha. Quá êm. Động cơ đây, êm lắm luôn á mọi người. Rất là mạnh ha. Rồi, giá ra đi của em nó là 20 triệu sang tên quỹ quyền một nốt nhạc nha. Bây giờ tầm giá 20 triệu mà kiếm được một con xe còn liên lạc như vậy, sạch sẽ từ đầu tới chân đó, như mọi người đang thấy à. Đó, một chiếc Vespa LX đời 2013 với giá 20 triệu thì rất là đáng đồng tiền để mình có thể sắm một con xe vừa đẹp vừa cá tính, máy móc ngon lành cành đào ha. Rồi, những ai có nhu cầu mua xe có thể liên hệ số điện thoại 0903 885 170 gặp chủ xe. Nhanh tay lẹ chân nha. Chúc cho những ai xem video này thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Xin chào.